Chào các bạn, video clip hôm nay thì được làm ra là theo yêu cầu của nhiều bạn là muốn tôi cho cái ý kiến so sánh của cái bình Thành Đạt siêu tốc mới ra gần đây của công ty Thành Đạt với cái bình bông mai đã có lâu nay trên thị trường. Ở đây thì tôi mượn một cái thớt để tôi thuyết minh thôi, chứ tôi không có cố ý đưa ra một cái bình bông mai của hãng nào hết, vì bông mai hiện nay trên thị trường thì nó có rất nhiều cái xuất xứ và có rất nhiều giá. Thì trước tiên là nói qua cái nguồn nguồn gốc và cái lai lịch của cái bình bông mai cái đã. Cái bình bông mai là bình bên tay trái nè, thì cái gốc gác từ xa xưa là nó có trên cái xe Honda NSR 125 hai thì cái xe này á, nó xuất hiện cái năm 1990, đầu cái thập niên 1990 thì nó là vua tốc độ cái thời đó. Và cái bình xăng zin nguyên thủy thì nó không có cái mặt bích này, nó nắm trên cái tròn, cái mình tròn thì chúng ta thấy vẫn còn thấy ở đây là nó còn cái gờ đó là do người ta tháp cái mặt bích này vô thôi, tức là nắm bằng cổ dê. Kêu là bông mai là vì nó có cái núm vàng guarantee, nó có cái bông mai vàng ở đây. Và dân chơi xe rim quay thì lúc đó, những cái năm đó thì đâu có bình bự mà thiết kế cho rim quay, hoặc nếu mua thì không có bình sẵn bình bự, vậy thì mới chế cái bình của chiếc NSE 125 của Honda hai thì này, chế để gắn qua cho rim quay độ. Và khi chế vậy thì bắt buộc phải tháp cái mặt bích vô đó. Thì tôi nói như vậy. Thì xuất xứ của nó là, gốc của nó là cây hiên của Nhật, nhưng sau này thì cây hiên nó có thêm nhiều chi nhánh và nó có một cái anh rất mạnh, tức là Suco cây hiên. Suco cây hiên là của Mỹ, kết hợp với cây hiên mà mở nhà máy ở Thái Lan. Ngoài ra thì hiện nay cái dạng bình bông mai này á, thì nó có hàng Trung Quốc, có hàng Mã Lai, hàng Indo, hàng Taiwan, và ngay cả đối với hàng Taiwan á, thì giá cũng rất đắt. Hàng Nhật thì hiện nay không có hàng, tức là lâu nay là không có hàng, không sản xuất nữa, chỉ có hàng Taiwan là giá rất cao, là hoặc là hàng Thái Lan thì giá có thể từ 1 triệu mấy cho tới 2 triệu mấy. Rồi, đó là nói sơ nét về cái anh bông mai vàng. Và bông mai vàng á, thì truyền thống của bông mai vàng á, là gốc nó là cái quả ga này chỉ có 28 ly thôi, và cái họng gió này cũng 28 ly luôn. Đó là đúng zin của bông mai vàng cây hiên B28 của Nhật. Còn sau này có biến thể đi, tức là các nhà sản xuất, các nhà kinh doanh là muốn tạo ra những bông mai là càng ngày càng mạnh hơn để mà dễ tiêu thụ, thì người ta làm bông mai là có mấy cốt ga, là ga 28 ly, 30 ly, tức là cục ga trong đây nè, họng ga đây nè, 30 ly, 32 ly, thậm chí có 34 ly luôn. Đó là những cái biến tướng của bông mai. Còn như vậy là tôi giới thiệu về cái bình Thành Đạt siêu tốc. Bình Thành Đạt siêu tốc thì chỉ mới ra thời gian ngắn, từ đầu năm 2017 tới bây giờ. Bình này thiết kế thì có trái ga, hay trái ga là 32 ly. Thành ra cái tên gọi nó cũng không gọi là bông mai Thành Đạt, nhiều người quen gọi như vậy, nhưng tên công ty đặt chính thức là Thành Đạt siêu tốc ga 32 ly, là cái bình này đây.
Và cái tôi có thể mở ra cho các bạn xem cái trái ga trong đây. Đây chúng ta đọc trên thước, có thể đọc ngay cái cạnh này. Thì chúng ta thấy 30 rồi, nó qua thêm được hai gạch nữa, nó là 32 ly đó. Tôi có thể đưa lại gần để thấy nó 32 ly. Bình này thì như vậy rồi, chắc chắn là không bỏ vô được rồi. Phía trên là nó đã lã lớn ra một ly rồi mà không bỏ vô được. Tức là đây là cái bình bông mai truyền thống đây. Rồi, thấy như vậy, đó là giới thiệu sơ nét qua như vậy. Thế vậy bây giờ cái bình thành đạt siêu tốc nó có khác biệt gì với bông mai hay không? Bây giờ nó giống nhau là nó chỉ giống được có cái bông mai ở cái nút guarantee thôi, còn nó khác nhau nhiều lắm các bạn. Cái khác nhau thứ nhất á, cái bình bông mai đem gắn cho rim quay độ, thành thử ra là nguyên thủy thì những cái bình nhập về nó cũng không có bích này, nó chỉ có cái cổ tròn này để nắm cổ dê thôi. Thì cái bích này được tháp bằng thủ công và tháp bằng là tiện, rồi ép cái bích nhôm vô rồi xịt keo để cho nó không bị xúc ra. Thì như vậy đây là cái chấp nối đầu tiên, và chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường chúng ta cũng đã thấy một cái sự là lắp ráp rất là thô sơ, là hai cái lỗ này, lỗ khoan cũng không được tròn, nó phá ra hơi oval, rồi bên một lỗ bên cao bên thấp, tức là nhìn nhìn nó cũng méo mó rồi. Ngược lại là cái bình thành đạt siêu tốc thiết kế để cho cái đối tượng là gắn cho xe rim quay độ là chính, do đó là thiết kế đã có cái mặt bích này đúc sẵn ở trong khuôn ra sản phẩm, và những vị trí bắt bu lông đều được làm chính xác, cũng như thiết kế là có hai tán vuông được giữ sẵn ở phía sau để chỉ là vặn bu lông vào thôi. Trong khi đó thì cái mặt bích của cái bình bông mai này tháp vô mà làm rất là sơ sài, và chúng ta thấy là như vậy là cái cách bắt của nó là cũng rất là khi mà nó tuột răng là phải thay cái mặt bích này. Đó là cái khác biệt thứ nhất, là cái thiết kế của anh này là chấp vá vì không phải là dùng cho rim quay, nhưng thiết kế của thành đạt siêu tốc là thiết kế để bắt cho rim quay. Thành ra cái mặt bích để mà bắt với co xăng á, là anh này thiết kế hoàn chỉnh, là có trong ý đồ thiết kế. Còn anh này là chấp vá từ cái bình hai thì nắm bằng cổ dê bắt qua. Một cái khác biệt thứ nhì, bình thành đạt siêu tốc thì có cái van cắt gió không, nói theo cái thuật ngữ của người Bắc, của Hà Nội đó, hoặc là nói là có cái lớp B mà nó nôm na như vậy. Nhưng mà cái bình bông mai là không có cái lớp B đó, nó rất là sơ sài. Thì cái lớp B này là cái gì? Lớp B này đó không phải là sáng kiến riêng của Thành Đạt đâu, mà lớp B này nó là một cái công nghệ mới được phát triển lên khi mà người ta nghiên cứu vấn đề tiết kiệm xăng cho những cái bình xăng như thế này. Thì những nhà sản xuất bình xăng con đã đưa cái công nghệ này vào trong những bình xăng từ khoảng năm 2000, hay là tức là trước năm 2000 thì những bình xăng ví dụ như rim quay 7781DD, thậm chí quay alpha là không có cái lớp B này.
với alpha 201, 202 gì đó cũng chưa có lớp B này. À, mà lớp B này chỉ có trên, nếu trên Honda thì những cái đời YS đó, hoặc là RS đó, đầu tiên đó, là có cái lớp B này. À, hoặc là bên những cái chiếc của Yamaha, Suzuki là cũng có cái lớp B bên hông này, là ví dụ như những chiếc Sirius hoặc là những chiếc Jupiter đời 203, 204, 205 là mới bắt đầu có cái lớp B này. Đây là một cái công nghệ tiên tiến, và nó tác dụng của nó là nó điều khiển cái mạch xăng guarantee, tức là tôi cũng nói sẵn đây tôi cũng nói luôn, tức là khi cục ga sụp xuống hết là về nguyên tắc là cho chế độ là cầm chừng, tức là xe đứng yên một chỗ, khi cục ga lên là mới chạy. Thì khi cục ga sụp xuống hết đó, thì cái áp suất phía bên này, tức là phía bên này sẽ bắt với cái co xăng đây các bạn. À, tôi ướm cho thôi, thì áp suất phía bên cái co tôi nắm bên tay trái nè, nó là áp suất chân không, áp suất âm của bên cái đầu bò đầu máy, nó sẽ hút, và như vậy nó sụp xuống hết nó sẽ hút, thì áp suất chân không nó là lúc bấy giờ là nó lớn nhất, sẽ hút vào cái lỗ này. À, chúng ta thấy là nó có một cái lỗ. Hay tôi rọi thêm đèn pin vào, chúng ta thấy có cái lỗ nhỏ đó, lỗ nhỏ chúng ta thấy rõ ràng ha. Thì cái lỗ đó là nó ăn thông vào trong cái đường này lên đây, lên đây nó sẽ nút cái màng cao su trong này, và nó mở xăng của bác phụ đi lên hòa với cái đường gió ở đầu này vô, là nó cung cấp cái hòa khí để cho chạy cái mạch xăng guarantee. À, thì tôi mượn cái chỗ này tôi để các bạn xem, nó chính là cái lỗ này đây. À, tôi quay nhiều hơn để dễ thấy. À, và đây là cái công nghệ tiên tiến, để là thứ nhất là nó vận hành xe nó mềm mại hơn khi tăng giảm ga, cái thứ hai nữa là nó sẽ tách ly hẳn cái mạch xăng guarantee. À, ở những cái giai đoạn mà mình chạy, ví dụ mình chạy 20-30 rồi thì xăng của bác phụ nó không tham gia nữa, nó không cho tham gia, tức là trên trên 19-20 không cho tham gia. À, lúc bây giờ cục ga lên rồi thì nó lấy xăng từ ở kim xăng và con Zitler bác chính lên, chứ nó không xài xăng ở bác phụ nữa. Thì nó hàm ý là tiết kiệm xăng, và tiết kiệm xăng này không phải chỉ ở giai đoạn là lên ga đâu nha các bạn, mà khi cái giai đoạn mà chúng ta về ga cũng vậy, thì phải khi về hết thì cái mạch xăng của cái bác phụ nó mới hoạt động. Còn trong giai đoạn mà từ ga lớn thì về từ 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 xuống á, thì cái xăng của bác phụ nó vẫn được giữ lại, chứ nó chưa có rút lên được. À, đó là cái tác dụng tiết kiệm xăng. Rồi, thứ nhất là cái mặt bích anh này là thiết kế hoàn chỉnh, còn anh này chấp vá. Cái thứ hai là anh này có cái van cắt gió hông để tiết kiệm xăng, và cái anh này thì không có, là hai cái khác biệt, và đó là hai cái ưu điểm của bình thành đạt siêu tốc đó. Và cái khác biệt thứ ba cũng là cái ưu điểm mạnh nhất của cái bình thành đạt siêu tốc, là có lẽ cái điều này thì chỉ có cái người trong nghề thì có cái đột phá để mà thiết kế ra được cái bình xăng này. Vì cái bình tay trái tôi cầm là bình cây hin thiết kế ban đầu là của Nhật nè, thì còn sau này nó có Trung Quốc, Mã Lai, Indo hay Taiwan gì làm là làm y chang vậy thôi, vấn đề là ở đâu làm thôi, chứ là làm thiết kế y chang gì không thay không không thay đổi gì hết. Có là thay đổi là có làm cục ga tăng lên để là vì vấn đề thương mại,
vì nó mạnh hơn, để cho cái bình càng lớn thì tiêu thụ nó càng dễ hơn. Thì cái bình thành đạt siêu tốc, cái khác biệt thứ ba không phải là cục ga nó 32 ly đâu các bạn. Cục ga 32 ly thì bình bông mai trên thị trường cục ga 32 ly, 34 ly cũng có luôn. Thì không phải cái khác biệt chỗ cục ga 32 ly. Mặc dầu đó cũng là điểm nhấn, tại vì cái thành đạt siêu tốc ga 32 ly nó dính trong cái tên nó luôn. Trong khi đó cái bình bông mai zin của Nhật ga chỉ có 28 ly thôi. Thế nhưng cái khác biệt thứ ba và cái khác biệt lớn nhất nó chính là cái họng gió. À, bên này thì tròn, bên này thì ở dưới tròn nhưng mà ở trên vuông. Thì như vậy cái chỗ này cái ý đồ của nhà thiết kế cái ra cái bình này là muốn cái gì chỗ này? Trong khi cái chỗ này là anh Nhật anh thiết kế tròn vo, trong khi đó thì cái mấy ông kỹ sư thiết kế của Thành Đạt thì thiết kế chỗ này nó lại vuông. À, và cái điều này á chúng ta phải quan sát một chút xíu, tức là ở đây để tôi cho cái bình xăng nó hoạt động ha. Tôi lót miếng giấy trắng lên để mình nhìn cái bóng cho nó dễ. Thì khi chúng ta lên ga thì chúng ta sẽ thấy là từ từ cái khe sáng này từ từ nó lớn ra nè, rồi chúng ta thấy nó hình bán nguyệt rồi ra được nửa vòng tròn rồi từ từ lên. Nó càng lên thì hai cái vách này nó song song chứ nó không có cong lại như là vòng tròn. Nên càng lên thì cái lưu lượng nó vẫn cứ lên thẳng thôi, nó không bị hẹp cái cửa. À, cho tới lên hết luôn thì phía trên này thì do cái công nghệ chế tạo thì người ta phải làm hơi cong chút xíu, người ta không thể làm nó nằm ngang được. À, khi nó lên hết luôn nó không còn án bóng cục ga nữa thì chúng ta sẽ thấy ra được một cái lỗ ở phía dưới này tròn ở trên này nó vuông. À, trong khi đó cũng cái hồi nãy cũng làm một cái chuyển động như nãy, cục ga lên từ từ từ. À, chúng ta thấy cũng ra được nửa vòng tròn từ từ lên nữa, nhưng bắt đầu càng lên thì hai cái vách bên đây nó làm cái đường tròn mà hai vách bên đây nó thu lại, tức là cái lưu lượng gió đó mà khi đã trộn với xăng rồi nó thành ra hòa khí đó. Càng lên cao thì nó càng cái lưu lượng gió nó càng nó có lớn nhưng mà nó lớn chậm lắm, yếu. À, chúng ta thấy cái sự khác biệt chưa? À, anh này lên càng lên lên tới một giữa đây á, một nửa vòng tròn á thì ok là thấy mạnh lắm, nhưng mà càng lên trên này á phía trên nó càng túm lại, nửa cung trên là thu lại. Mặc dầu tổng thể cái họng gió thì nó vẫn tăng cái tiết diện ngang nhưng mà nó lên chậm. Trong khi đó trở lại cái bình thành đạt siêu tốc lên qua nửa vòng tròn thì cũng như bên này, vì hai anh này đều là 28 ly đường kính hết. À, nhưng anh này lên nữa, lên nữa, lên tới phía trên này qua nửa vòng tròn nó vẫn đứng, hai vách hai bên này vẫn đứng, thành ra cái lưu lượng gió nó vẫn vào mạnh. Và tới tận cuối cùng khi hết án bóng rồi thì nó mới hơi cong một chút xíu thôi. Thì cái điều này qua thực tế chạy xe thì nhiều người đã thấy được là cái bình này đi hết hậu là nó lên chậm, nó lên bằng trớn, gọi là nó hơi đà đó, là cái bình bông mai bên tay trái tôi nè. Còn cái bình thành đạt siêu tốc là qua những cái người đã gắn xe và chạy thì cho ý kiến, thì ít nhất là tôi cũng nhận được hai ý kiến là nói là cái bình này chạy hậu ngon lắm, nó xé hậu ngọt luôn, tức là nó không bị lì. Đó.
Và cái mức mà đã chạy tới 130 qua 130 rồi mà vẫn còn ga để lên nữa, chỉ là không có đường để chạy thôi. Thì đó là ý kiến của một ông thợ là chuyên độ xe. Thì ông này ông vừa lấy bình gắn cho khách rồi vừa lấy một cái bình để gắn xe ổng. Thì gắn xe ổng thì đi trái 55 bạc hai lá về Đông Dên, nó chạy 140 khỏe, nhưng mà lên là nó lên hậu, nó lên vẫn rất ngọt, nó không bị đà. Ngoài ra thì cũng có thêm một người nữa thì gắn, người ta cũng đánh giá là cái hậu nó mạnh như là cái bình ga dẹp, mà bình ga dẹp là 3-4 triệu chứ đâu có phải rẻ đâu. Hả? Tôi tóm tắt lại, các khác biệt thứ nhất là cái mặt bích của Bông Mai là chấp vá, vì nguyên thủy là không có mặt bích này. À, còn cái chỗ cái bích để bắt và cái co của bên cái bình thành đạt siêu tốc á, thì nó được thiết kế hoàn chỉnh, rất chu đáo, rồi chính xác, đẹp và chính xác. Khác biệt thứ nhất. Khác biệt thứ hai là thành đạt siêu tốc có cái lốp B tiết kiệm xăng và lên xuống ga mềm mại. Còn cái bình Bông Mai thì thiết kế sơ sài hơn, là không có cái công nghệ này. Đây là công nghệ mới ra từ khoảng năm 2000 về sau. Và cái khác biệt thứ ba và cũng là cái đặc sắc riêng của thành đạt, tức là thiết kế cái bình xăng có cái họng gió vuông. Như vậy có cái đặc điểm là khi chạy ga cuối nó xé hậu rất là tốt, nó không bị đà. Trong khi đó Bông Mai thì họng gió vẫn tròn và cái ga cuối của ảnh là ảnh lên chậm. Thì đó là ba cái khác biệt. Ngoài ra thì vì cái bình Bông Mai thì sản xuất quá nhiều nguồn và cái hàng trôi nổi cũng rất là nhiều, nữ ra là những yếu tố về bảo hành, những yếu tố về nguồn gốc xuất xứ thì nó cũng gây khó khăn cho người tiêu dùng, và những cái phục vụ hậu mãi nó cũng không có hoàn chỉnh. Trong khi đó bình thành đạt siêu tốc là do công ty thành đạt sản xuất. Địa chỉ của công ty là ở ngay Bùng Binh, ngã 6 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Và những cái phụ kiện để dùng để cho sử dụng cái bình này thì cũng rất đầy đủ và hoàn thiện. Ví dụ khi chúng ta mua cái bình xăng á, thì trong hộp bình xăng á cũng có một cái bộ bu lông ron giấy, tức là có 4 con bu lông, có 2 miếng ron. Tất nhiên là chúng ta mua thì trong cái bình thì không có bỏ cái co xăng rồi. Cái co xăng này làm là cũng nhiều nhiều công sức trong đây lắm. Co xăng người ta phải mua riêng, nhưng mà rõ ràng người ta mua bình người ta phải mua cái co mới xài được. Thì cả một bộ vừa bình vừa co luôn á thì khoảng 688 ngàn, tức là nó có một miếng phíp chân nữa. Đây tôi bỏ dưới đây rồi, nó có miếng phíp chân nữa nha các bạn. Cái miếng phíp này thấy như vậy mà cũng rất quan trọng, là tại vì cái lỗ co này lớn lắm, lỗ co này 28 ly luôn nè. Thành ra miếng phíp này á, là không có miếng phíp nào mà lớn như vậy được. Thành ra chúng ta phải phải mua cả miếng phíp, cái bình nè, rồi cái co nè, miếng phíp nè. Còn cái bộ bù lon rân giấy là nó có khuyến mãi ở trong cái hộp bình xăng là đã có cái bộ này rồi. Cái này tôi xé ra, chứ trong hộp bình xăng ta mua thì có cái bộ này rồi. Và trong đây cũng có hướng dẫn rất chu đáo, tức là tôi để các bạn xem luôn. Nó có dán một cái nội dung, nếu tăng ga lớn nghe máy nổ bị hộp hoặc lụp bụp là hiện tượng thừa hoặc thiếu xăng dít lơ chính, cần thay dít lơ tăng hoặc giảm cho phù hợp. Thì dít lơ trong bình xăng đang là số 100. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh tăng giảm gì đó theo cái thực tế, thì để cho nó ráp máy.
À, chứ chúng ta đừng có nói là chúng ta yêu cầu là bắt vô cái chạy được ngay là không được, tại vì bình xe độ thì xe độ có chiếc độ lên 125 phân khối, có chiếc độ lên 150, có chiếc làm cam xăng nồi mà cam 6 ly rưỡi thì nó nuốt gió khác, mà cam 7 ly rưỡi 8 ly nó nuốt khác, thành thử ra là không thể nào mà làm một cái bình xăng để một thông số duy nhất mà lắp được cho mọi xe hết. Thì cái việc canh chỉnh này á, là các bạn không tự làm được thì đưa thợ làm cũng rất là nhanh gọn. Rồi bây giờ tới một cái cuối cùng là tôi sẽ lắp sơ bộ vào cho các bạn xem. Đây thì chúng ta thấy cái miếng ron co trên là nó cũng có lỗ vuông nè, đó. Ở trong đây chúng ta lấy hai con bù lon này chúng ta bắt vô hai con lục giác nha các bạn. Chúng ta phải xài bù lon ron giấy của nó, tại vì chúng ta xài cái ron khác lỗ nó trật lất hoặc là nó nhỏ quá thì mình làm một cái chuyện là người ta đã công sức, người ta đã làm cái co thiệt lớn rồi mình lại đi. Đó, thí dụ giờ cái lỗ này bự gì chúng ta bỏ cái miếng miếng lỗ bự, chúng ta bỏ miếng phíp nhỏ vô, chúng ta kê cho nó đủ chiều cao, bỏ miếng phíp nhỏ vô là nó sai rồi, nhỏ vô nó cản gió hết. Còn gì là phải xài miếng phíp của nó, phíp này vừa cách nhiệt vừa canh cho nó khỏi đụng nắp xúc bắp, khỏi đụng cái nắp che xúc bắp nữa đó. Đây thì đó, để tôi lắp cái anh này lại. Đây, nó sẽ ra một cái bộ như vậy. À. Và ở đây thì tôi có mượn một cái đầu key lab cũng để minh họa, nhưng mà cũng là một cái để nhắc nhở các bạn luôn. Tức là đã đi bình bự. À đây, cái đầu này đầu của quay 110, thậm chí đâu đây là cái đầu quay thái luôn. Đầu này đầu đầu hơi, đầu cống hơi đó. À. Thì nếu nếu như cái đầu zin á, nếu như cái đầu zin á, là cái lỗ lỗ này lỗ phía bên cái nạp nè, lỗ nạp này nó nhỏ xíu à. Đây tôi bỏ, mặc dù đây là cái miếng miếng phía trên nhưng mà phía trên phía dưới lỗ nó bằng nhau á. Đây chúng ta thấy đó, miếng phía lỗ nó nhiêu đây, tức là nếu là của rim quay quay nó lớn hơn chút thì nó không có lớn như vậy đâu, nó chỉ ở đây nó chỉ có là 10, cái này của rim nó chỉ có là 19 ly, chính xác là nó được 20 ly nè, của cái lỗ của rim là 20 ly. Nếu chúng ta gắn trên cái đầu bò của rim hoặc là quay alpha thì cái lỗ này có 20 ly thôi. Nếu quay 110 nó lớn hơn một chút, nó khoảng 22 ly. Trong khi đó cái lỗ này á, đây là cái đầu đầu bò, đầu key lab của quay 110 thái thì lẽ ra nó phải là 22 ly, nhưng mà không phải, cái này người ta đã móc nó lên là này, người ta đã móc nó lên rất là lớn nha các bạn, tức là nó gần 28 ly á, nó 28 ly á. Nó là 27 ly 8, nó gần 28 ly á các bạn. Coi đồng hồ nè, nó 27 ly 7 đó.
tức là từ 22 ly mà người ta móc lên 27 ly 7, gần 28 ly á. Mục đích là vì sao? Là tại vì các bình bự, bình bông mai, bình thành đạt siêu tốc thì cái co và cái họng gió ra của nó đều 28 ly hết, thành ra cái lỗ này phải bắt buộc phải móc ra 28 ly để nó không dập. Và chúng ta cũng xài miếng phíp của nó luôn, miếng phíp của cái bình thành đạt siêu tốc, miếng phíp chân này cũng là miếng phíp rất là lớn, nó là miếng phíp, đây là miếng phíp 28 ly luôn nha các bạn. Đây nó là lên tới là 20, nó 28 29 ly luôn đó. À. Đây. Thì chúng ta móc lớn bên này. Mà phía bên cái cây bô ra cũng được móc lớn luôn hả, tức là phải lớn thì nó phải lớn hết thì nó đi mới suôn sẻ được. Ở trong đây xúc bắp được cũng lớn luôn nè, đây là cọc cặp xúc bắp của Attila nè. Thì cái vấn đề này, vì cái video clip này cái chủ đề nó giới hạn trong cái so sánh hai cái bình thôi, thì vấn đề này tôi sẽ trình bày trong một cái video tiếp sau nữa. Còn giờ tôi bắt cái này vô cho các bạn xem cho nó xong luôn cái này luôn, cho nó hoàn thiện luôn. Rồi, vậy là tôi đã bắt xong cái bình thành đạt siêu tốc với cả coi xăng băm 2 ly và trong cái đầu key lát. Thì tóm lại cái video clip hôm nay giới thiệu ba cái ưu điểm của bình thành đạt siêu tốc mà bông mai không có. Cái thứ nhất là thiết kế thuận lợi để bắt cho rim quay, rồi không phải tháp co. Cái thứ hai là thành đạt siêu tốc có cái lốp B van cắt gió hông để tiết kiệm xăng. Và cái thứ ba là cái họng gió của bình thành đạt siêu tốc là cái họng gió vuông, giúp cho chạy nước hậu là tăng tốc vẫn rất mạnh, xé hậu không bị đà như là cái họng gió tròn ở bên bình bông mai. Thân ái chào các bạn.